TC88 Audio xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Audio sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc cục đẩy V-Link với mã là Q70. Trước mắt quý vị và các bạn là cục đẩy V-Link với mã Q70 hàng công ty liên doanh với Mỹ. Quý vị và các bạn thấy cục đẩy khá là mỏng manh, nhưng đừng đùa với sự mỏng manh của nó, công suất khá khủng. Và TC88 Auto về cũng được 6 cục và các anh em đã ủng hộ 3 cục rồi, thì còn 3 cục thì TC88 Auto chưa kịp vệ sinh. Thì đây TC88 Auto quay lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem hình thức cũng như ruột gan nguyên chất bãi, chưa hề vệ sinh lau chùi gì, còn nguyên cả bụi bãi luôn. Quý vị và các bạn đều biết thì trong những video lần trước thì TC88 Auto đã giới thiệu đến đôi loa V-Link với mắt 30, một chép kèn neodymium. Thì trong video lần này TC88 Auto về được cục đẩy đúng của hãng V-Link luôn. Cục đẩy được trang bị 32 sò Japan của Nhật. Và trong nữa thì TC88 Auto sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn nội thất bên trong cũng như kết cấu cục đẩy rất hay quý vị và các bạn nhé. Một là hai trong một, nó vừa có mạch cắt tần số ở bên sau, cái tích hợp bên sau cũng đẩy. Tí nữa thì TC88 Pro sẽ nói sâu chi tiết hơn. Đây là tổng quan mặt trước của nó. Quý vị và các bạn cùng xem tổng quan mặt trước của nó nhé. Đó. Đây là mặt trước và TC88 Pro giữ nguyên chất bụi bặm, chưa hề vệ sinh. Để cho quý vị và các bạn đây, tổng quan mặt trước mặt sau. Nguyên chất bụi quý vị và các bạn nhé. Đây là mặt sau của nó. Đây thì TC88 Moro đã vệ sinh một con, chưa kịp xịt bụi. Để đây để cho quý vị và các bạn nhìn. Ngoài ra thì TC88 Moro cũng có rất nhiều dòng đẩy khác như CD3080, rồi AIM. AIM cũng về được 50 con. Vâng, còn 2-3 con đang vệ sinh. Dòng AIM thì tiếng khá sạch hay. Và đây là những dòng mà thì chúng ta vừa đến với hình thức bên ngoài của nó, thì hôm nay ta sẽ mở ruột gan bên trong. TC88 Auto phân tích, nhiều bạn hỏi TC88 Auto là cục đẩy ít sò nhiều sò thì như thế nào, thì hôm nay TC88 Auto nhân video này sẽ giải thích cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thấu tường hơn nhiều sò như thế nào, ít sò như thế nào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì với âm thanh không phải cứ nhiều sò mới là hay. Điều quan trọng của âm thanh ấy, đó là mang lại cảm xúc cho người nghe. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có được một con cục đẩy khoảng 2-30 sò, 5-60 sò mới là hay. Một cục đẩy hay là một cục đẩy phải tái tạo 3 đường tiếng một cách chi tiết, chính xác. Rất nhiều anh em mua những cục đẩy 5-60 sò về ghép vào loa thì nghe không nghe nổi, thì lại bảo TC88 Auto đổi cho những cục đẩy ít sò hơn. Điều quan trọng hay giờ của âm thanh ấy, nó không quyết định ở sò mà quyết định chất lượng linh kiện, quý vị và các bạn nhé. Quý vị đều thấy là chất lượng linh kiện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ta thấy đây là những con đẩy bãi của hàng Trung Quốc, hàng trung ương Trung Quốc quý vị và các bạn nhé, đều có tem QC hết. Và TC88 Auto sẽ phóng to cái con khuếch đại công suất của nó lên để cho quý vị và các bạn nhìn rõ là chất lượng linh kiện của nó như thế nào. Chúng ta đều thấy là những con sò đều có chữ Japan và có mã là, do nó khá tối nên khó rất khó khá quý vị và các bạn đều nhìn thấy chữ Made in Japan rất dày, mã là ISC 620. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì tất cả những điện trở đều được dùng 5 vạch màu, và những con điện trở này thì nó do sử dụng chính vậy nó đã ngả màu theo thời gian và bụi, chứ không có dòng cục đẩy nào vừa mới về nó lại sạch keng sạch beng sáng choang nhé, cho quý vị và các bạn nhé. Khi những cái dòng cục đẩy đã sử dụng rồi thì nó sẽ bị ngả màu bụi theo thời gian. Những con điện trở đây thì nó đã bị bụi theo thời gian.
Quý vị và các bạn đều biết rằng chế độ định kiện nó làm lên âm thanh hay thì phải nói đến rất nhiều chất lượng linh kiện. Chúng ta xem chi tiết rút gần bên trong. Con đẩy này thì thưa quý vị và các bạn thân mến thì nó là hàng công ty. Như vậy nên những chân mạch này nó được đính cả bên trong bên ngoài, mạch công suất hai lớp được làm rất tỉ mỉ cẩn thận và những môn rôm tản nhiệt thì khá là dày. Rất nhiều dòng đồ đẩy thì nó cũng rất nhiều sò nhưng giá thành rồi chất lượng nó cũng đi theo với giá thành của nó nhé. Quý vị và các bạn đừng nghĩ là mua nhiều sò thì nó sẽ hay hơn nhé. Hay hay dở ở đây ấy, nó phải quan trọng nhất đó là cái chất âm mang lại cho người nghe. Nhiều quý vị đi mua thì cứ hỏi TCM8 Auto cục đẩy bao nhiêu sò thế nọ thế kia, thì quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn có mua đến 60 sò, 100 sò cục đẩy âm thanh nó dở thì tiếng ra nó cũng không hay ở đâu. Và chúng ta đến với nội thất của phần nguồn của cục đẩy. Phần nguồn thì được trang bị tụ Fuji 1000 microfarad và 80V DC. Thưa quý vị và các bạn thân mến thì những dòng tụ Fuji thì quý vị và các bạn nếu làm đẩy, anh em làm thợ thì đều biết rằng Fuji là một trong những dòng tụ cao cấp. Đây, trên tụ thì còn dán cả chữ Made in China. Hàng này là hàng loại 1 Trung Quốc quý vị và các bạn nhé. Mặc dù nó đã ngả màu theo thời gian nhưng chất lượng âm thanh của nó thì không thể nào bàn cãi. Và đặc biệt là khối nguồn có thể nói là rất khủng. Cục nguồn rất khủng quý vị và các bạn nhé. TC8 Auto để bàn tay ra thì quý vị và các bạn đều biết rằng hết bàn tay luôn. Và cục nguồn được bọc cái lớp vải để chống nhiễu cho cái phần bo công suất quý vị và các bạn nhé. Những cục đẩy cao cấp thì đa phần một là được cách bằng những lớp tôn đặc biệt, hai là được quấn vào những lớp vải đặc biệt để chống nhiễu từ ra phần công suất để công suất được hoạt động một cách chi tiết chính xác âm thanh đầu vào. Thì điều quan trọng nhất là vẫn là khối nguồn. Cái nguồn được lọc rất cẩn thận với 8 tụ lọc nguồn 10.000 microfarad 80V. Và ta đến với phần cầu diode thì cũng được trang bị một chiếc tản nhiệt riêng, hai chiếc tản nhiệt riêng cho hai cầu diode. Mạch chạy class AB. Tiếng khá là mềm và hay, sạch sẽ. Hôm trước có một bác khách hàng điện cho TC88 Audio hỏi rất nhiều và bác khách hàng có nói là tôi muốn mua một con đẩy với công suất khủng. Thì TC88 Audio nói là bác mua về để phục vụ cho gia đình hay phục vụ cho sự kiện. Thì bác có nói là tôi mua về phục vụ gia đình thì TC88 Audio đã khuyên và nhưng có đấy là nếu phụ gia đình phòng có đấy bao mét vuông thì chúng ta chỉ cần sử dụng những con đẩy tầm tầm giá khoảng độ 7 đến 8 triệu đồng là được rồi. Bởi vì là chúng ta đều biết rằng nếu chúng ta sử dụng được những con đẩy mà như Cloud được thì tất nhiên là TC88 nó không dám so bì những đẩy hàng của Mỹ nói, nhưng mà nếu để so bì với những đẩy mà hàng chúng ta mua giá nó bình dân hơn hàng Trung Quốc thì TC88 Auto dám khẳng định quý vị và các bạn, chúng ta có mua những đẩy đến hơn 10 triệu thì chỉ công suất lớn thôi, chứ còn chất âm thì nó cũng như cục đẩy 7 8 triệu thôi. Còn ngoài chúng ta mua những cục đẩy rẻ hơn thì công suất bé hơn. Nhưng mà TC88 Auto khẳng định là những cục đẩy như thế này thì thoải mái chiều lòng quý vị và các bạn. Có thể đánh căng đét được hai đôi loa bass 30 quý vị và các bạn nhé. Nguồn máy áp rất khủng. Chất bụi bặm theo thời gian. Những cục đẩy bãi thì đa phần về nó sẽ bụi bặm và phải vệ sinh. Chứ không cục đẩy bãi nào về mà dây giặc mới kẹt sạc beng, đó là những cục đẩy tồn kho người ta không bán được. Thì người ta chuyển về là làm đổ bãi cho nó dễ bán quý vị và các bạn nhé. TC88 Auto không, video này TC88 Auto cũng không nói để bóc mẽ cái ai mà TC88 Audio chỉ nói sự thật thôi nhé.
cái vị, và các bạn đừng nghĩ là chúng ta mua được đẩy bãi mà mới kẹp sẻ bạc bên trong là không có nhé. Tất nhiên là vẫn nhiều con vẫn đẹp, nhưng đẹp mà như mới thì là không 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 thể, là cái điều không thể, bởi vì bãi thì đã phải có sử dụng qua thời gian, mà đã sử dụng qua thời gian thì nó sẽ phải có bụi bặm, phải có cái độ ngả màu theo thời gian, chứ không còn đẩy bãi nào về mà linh kiện mới keng xà beng, mặt mũi mới đẹp, không xước sát, không một chút vết, thì điều đó điều không tưởng, không không như là không có để đâu thế đâu. Và chúng ta đến với phần hay nhất của nó, đó là phần cắt gốt. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì mục đẩy này thì nó một công đôi việc, chúng ta mua mục đẩy này thì ta cũng không cần mua phải mua cốt server nữa, chúng ta đủ hết bên trong luôn, tích hợp quý vị và các bạn nhé. Thì đây quý vị và các bạn xem này, TC8 Auto đang quay cận cảnh cho quý vị và các bạn. Đây là những công tác gạt. Đây là công tác gạt chuyển độ nhạy đầu vào 0,7 1V, 1,44V. Và đây là công tác gạt Schindler và cầu nối. Và đây là công tác gạt tần số nhé. Gạt về đây là chúng ta gạt để chuyển hệ sang đánh súp, thì khi nó gạt thì nó cắt súp gần như tuyệt đối, không có tiếng ra loa full luôn, gần như không có tiếng, một chút tiếng ra loa full luôn nhé quý vị và các bạn nhé. Và đây là hai jack new trick kết nối ra loa, dòng này dòng phải dùng cả giáp bắp chuối nhé, mạ đồng rất đẹp khôn. Ngoài ra thì nó còn tấm dây nguồn rất to, dây nguồn này là rất to, và trên dây thì đều ghi rõ thông số kỹ thuật, hàng đẩy bãi hàng trung ương nội địa của Trung Quốc thì được làm rất cẩn thận, không như hàng chúng ta nhập nhé. Vì hàng mới ta đặt hàng thì chúng ta đều biết rằng chất lượng của nó như thế nào, thì TC8 Mono không phải nói nhiều, quý vị và các bạn đã trải nghiệm rồi. Những dòng đẩy mới mà ở Việt Nam đặt hàng thì đa phần nó bị ăn bớt linh kiện rất nhiều, chính vì vậy nên chất lượng âm thanh nó cũng giảm sút đi. Bởi vì chúng ta đều biết rằng chúng ta không thể nói là có một giá thành rẻ mà lại có hay được, sở dĩ là như thế thôi. Thì trong video này TC8 Auto cũng không phải là nói là những anh em đặt những hàng mới là không hay nhé, mà giờ nhé, mà TC8 Auto chỉ nói là tiền nào của đấy, chúng ta không thể đòi hỏi một chiếc cụ đẩy vừa rẻ vừa hay được, điều đó là điều đương nhiên rồi. Đấy quý vị và các bạn, đây là hai núm tinh chỉnh cắt gốt tần số cho loa súp này. Khi chúng ta gạt cái nấc này thì sẽ cắt gốt ở loa súp đây. Chúng ta thấy là tần số làm việc của loa súp từ 50 Hz đến 250 Hz, cả hai vế A và B luôn. Và những dòng đẩy này thì quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm, công suất lớn và độ bền cao, và điều quan trọng nhất là âm thanh nó khá là tuyệt vời, không phải nói thêm gì nữa thì quý vị và các bạn cũng đã hiểu. Đây đây là nội thất bên trong, ta xem lại nội thất bên trong một lần nữa, có thể nói là ruột gan khá là đầy đặn từ trong ra ngoài, đầy đặn từ vỉ mạch rồi những con tụ đều là những con tụ của hãng tụ Fuji cao cấp, điện trở 5 vạch màu. Anh em làm điện tử thì ta xem qua ta đã nắm được rồi. Làm đầy này thì TC8 Auto đang bán cho anh em trên mọi miền Tổ quốc với giá là 5 triệu 600 nghìn đồng bao ship toàn quốc quý vị và các bạn nhé. 5 triệu 600 nghìn đồng bao ship toàn quốc. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu cục đẩy này thì hãy liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 0853 67 8688 0839 65 868. TC88 Audio còn 4 cục nhé. Quý vị và các bạn nào nhanh tay thì sẽ sở hữu được nhé.
có thể nói là đẹp cả về hình thức lẫn bên trong. Máy thì size 2U mỏng thanh lịch, nhưng bên trong thì khá là cơ bắp. Video đến đây là kết thúc. Hẹn quý vị và các bạn vào những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.